Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá hành long ngày 27 tây tháng 7. Thì giá hành long hôm nay thì ruột trắng với ruột đỏ thì hai cái thanh long này nó giá đi ngang so với ngày hôm qua nha. Nó không tăng không giảm. Thì với giá hành long ruột đỏ hiện tại với giá hành long ruột trắng thì bà con mình làm là từ quê tới lỗ thôi chứ không có lời nha. Thanh long ruột trắng thì nói chung là cái giá nó hàng đẹp nó nằm 12.000, hàng sàn nó nằm 8 đến 10.000. Thì bà con mình không có lời nha, tại vì nó phải song song đèn. Còn giá hành long ruột đỏ hôm nay á thì nó nằm loại 1 18.000. Đội 2 13.000, đội 3 8.000, đội 4 5.000, hàng ngang chọn 6.000. Thì với giá hiện tại thì mình thấy bà con mình chặt búp thanh long bỏ rất nhiều. Bà con mình sợ làm mà lỗ nha. Thì với cái giá hiện tại thì bà con mình làm là lỗ chắc. Làm là nắm phần lỗ rồi chứ không có lời. Thì giờ hy vọng là giá long nó nhích lên để cho bà con mình yên tâm, để bà con mình sản xuất thanh long để cũng phải có lời chút đỉnh để bà con mình sống chứ. Làm mà lỗ không có nước bán đất trả nợ. Thì hy vọng là mấy kho cho giá cao cao chút nha. Thì kênh mình sẽ cố gắng theo sát giá hành long để mình cập nhật gửi đến cho bà con mình. Rồi xin chào bà con và các bạn, gặp lại video sau nha.